Anh em biết đây là xe gì không anh em? Đố anh em biết đây là xe gì luôn. Đó, quay đây cho anh em xem này. Quan trọng nhất của chiếc xe này đó là cái khoang nội thất này. Anh em nhìn thấy có đẳng cấp không ạ? Đấy, quá là đẳng cấp luôn. Đố anh em biết xe này xe gì luôn ạ? Anh chủ anh đã chia sẻ là anh đã nâng cấp cái bộ nội thất này khoảng tầm 250 triệu. Đấy thì anh em xem là một chiếc xe nâng cấp lên một bộ nội thất như này thì cho các chủ tịch thì anh em thấy cũng xứng đáng không ạ? Thật sự là anh em ngồi ghế này thì không phải nghĩ ra rồi. Và chia sẻ với anh em là con này là chiếc Toyota Highlander nhá, cũng là tầm hơn chục năm tuổi rồi. Nhưng mà nội thất đấy, hoàn toàn mới, và con này thì đi thì anh em không phải nghĩ rồi, chấm to. Và cái dòng này dòng nhập đó, anh em thấy lên một bộ nội thất như thế này thì có thấy xứng đáng không ạ? Xứng đáng thì anh em để lại comment anh em nhá.